Xin chào các bạn nha. Hôm trước thì mình đã hướng dẫn các bạn là cái ươm hạt bằng cái sơ dừa. Thì trong cái clip này thì mình hướng dẫn các bạn bằng cái mút xốp này. Thì cái mút xốp này nó ưu điểm là nó sạch hơn và nó ít bị nấm mốc, và giá cả thì cũng tương đối là rẻ. Một miếng này có tầm 12.000, còn được 40 cái miếng nhỏ này. Thì mỗi miếng này chúng ta sẽ được gieo 1-2 hạt. Thì trước tiên để các bạn gieo được ấy, các bạn phải cần một cái xô nhựa, cái chậu nhựa này, các bạn cho một nước và các bạn ngâm từ 5-10 phút cho cái hạt, cái miếng xốp này nó ngấm hết nước. Sau đó là chúng ta mới tiếp tục chai hạt. Hôm nay thì mình trồng cải bịa xanh. Các bạn dùng tay như thế này nhá. Các bạn cho vào. Đối với giống cải này thì mình cho dày một chút. Các bạn tránh cái nước nó vào nhé, nó sẽ dính hạt rất khó cho. Đối với mùa hè này chúng ta không phải ngâm hạt đâu, vì là nhiệt độ nó cao thì chúng ta cứ để 1-2 ngày là nó sẽ nảy mầm, nó ngấm đủ nước nó sẽ nảy mầm. Cuối cùng thì mình cũng che xong cái hạt vào hết cái chỗ mút xốp này. Thì đây là cái khâu tương đối là đòi hỏi cái bạn phải tỉ mỉ nhá. Thì các bạn sau khi che xong thì các bạn nên giữ cái phun cái độ ẩm cho nó thường xuyên trong 1-2 ngày đầu thì nó sẽ nứt nanh. Thì những cái ngày đầu của mùa hè này thì chúng ta không phải ngâm hạt, vì thời tiết nóng là nó rất dễ là nảy mầm. Đây, qua đây thì mình sẽ cho các bạn cái hạt mà mình trồng được, gieo được khoảng, đây là ngày thứ 6 nhé. Các bạn nhìn này, nó bắt đầu nó lớn rồi, nó ra rễ rồi. Lúc này các bạn là nên cho cái chất dinh dưỡng từ 500 ppm. Các bạn nhìn lên nó có cái rễ đấy, thấy chưa đấy. Thì các bạn có thể cho lên dàn trực tiếp luôn hoặc đợi 1-2 ngày sau. Đây, chúng ta sẽ cho vào sau này, chúng ta sẽ cho dàn như này đấy, và sẽ rễ nó sẽ mọc qua những cái khe này. Thì bây giờ mình sẽ quay cái trực tiếp trên cái dàn nhà mình nhá. Đây là cái cây mà mình đã cho lên dàn này. Đấy. Đầu nó chỉ nhỏ xíu này thôi. Thì cây nó phải mất từ tầm 10 đến 15 ngày thì nó mới phát triển to như cái bên cạnh này. 10 15 ngày. Khi mà các bạn lên dàn ấy, thì các bạn cho cái khoảng độ chất dinh dưỡng nó lên đến 800 ppm nhá. Thì cây nó sẽ phát triển. Ở cái mức này thì chúng ta không phải thời gian cách ly. 800 ppm là cây bắt phát triển rất mạnh. Các bạn lưu ý là cái nồng độ chất dinh dưỡng này chúng ta phải thường xuyên thì cây nó sẽ không bị còi cọc. Đây là mình trồng cái cải bịa trắng này. Đây là cái nứa trước này. Bạn nhìn này, trồng bằng sơ dừa. Đấy, lá nó đã to thế này rồi. Còn bên kia là cải bịa xanh, cái cải mà hôm nãy mình vừa mới ươm đấy. Đây cải bịa trắng. Cho các bạn xem lại khu vườn nha. Chúc các bạn thành công nha.